Hello, hello. Xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 12 tháng 7 Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ tư ngày 13 tháng 7 rồi Và bây giờ là khoảng 8 giờ 45 phút tối giờ Cali Hôm nay đó thì công ty bỏ một chút cho nên là video cũng trễ hơn Nhưng mà cũng có rất nhiều những thông tin thường đã chuẩn bị sẵn để mà chia sẻ với các bạn Chúng ta cũng sẽ nói về cái thông tin mà nhiều người đang chờ đợi Đó chính là thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát CPI Chúng ta cũng sẽ nói về cái tài liệu liên quan tới đồng euro và đồng đô la Và cái sức mạnh của đồng đô la hiện tại chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về một số những cái nhận định cũng như là chúng ta nói về cập nhật mới nhất liên quan tới cái sự kiện của Three Arrows Celsius và chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin mới nhất liên quan tới Bitcoin Spot ETF tại Hoa Kỳ nhưng mà trước hết chúng ta hãy bắt đầu à, từ cái thông tin liên quan đến thị trường tài chính nói chung đi thì các bạn đã thấy được là chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay đó là màu đỏ chúng ta đã thấy là chỉ số Dow Jones xuống 0,62% chỉ số S&P 500 nó xuống 0,92% và Nasdaq đó thì xuống 0,95%. Ngay bây giờ đây chúng ta thấy được là thị trường pre-market hợp đồng tương lai thì cũng không phải là xanh lắm chúng ta thấy được là cả ba chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đó thì xanh là một chút mà thôi quan chừng là 0.2% Mọi người vẫn đang chờ đợi cái thông báo liên quan đến chỉ số lạm phát sáng ngày mai ngay thời điểm này đây chúng ta có thể thấy được là dầu đó thì nguội lên một chút, ở mức là dưới 100 đô cho một thùng dầu. Hợp đồng thì bây giờ là 96 đô và 3 cent cho một thùng dầu. Vàng thì ở mức là 1725 cũng không có gì thay đổi, các bạn thấy được là vàng cũng xoay quanh cái mức này cũng vài ngày rồi. Crypto chúng ta sẽ nói thêm một chút nữa nhưng mà hôm nay nói chung thì giá của BTC đã đi xuống thêm một phần nữa và bây giờ vẫn nằm dưới cái mức là 20.000 đô. Chúng ta có thể thấy được là sáng ngày mai đó thông tin mà nhiều người chờ đợi đó chính là thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát CPI và chúng ta sẽ có cái chỉ số này là 8 giờ rưỡi sáng ở New York có nghĩa là 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali ở Việt Nam đó có nghĩa là 7 giờ rưỡi tối ngày hôm nay của các bạn bạn nào mà đang ở Việt Nam thì chúng ta đã thấy được là cái tháng vừa rồi đó chỉ số phần trăm lạm phát một năm À, được chia sẻ đó là tổng cộng là 8,6% tính chung Nếu chúng ta chỉ tính riêng cái uh, phần trăm lạm phát mà không tính năng lượng với lại thực phẩm đó Tại vì phần lớn lạm phát đến từ năng lượng Các bạn thấy là cái tháng vừa rồi đó Thống kê năng lượng như, như là xăng đó Thì tăng tới phần trăm lận Cho nên nhiều người đó thì họ nhìn vào cái chỉ số core lạm phát Có nghĩa là lạm phát mà không tính năng lượng với lại thực phẩm đó Thì nhiều người cho là con số này nó hợp lý hơn Tại vì khi mà tính vào năng lượng đó Thì đây là một cái phần mà nó dao động quá nhiều tháng này qua tháng nọ thì cái phần đó là 6%. Nói chung đó con số mà các bạn thường hay nghe nói tới đó là con số tổng là 8,6%. Thì ngày mai chúng ta có thể thấy được con số này ra là thấp hơn hay là cao hơn. Đương nhiên chúng ta vẫn chưa có biết được hiện bây giờ nhưng mà những ước tính là chúng ta đã thấy là hiện bây giờ ở trên Market Watch thì ước tính là 8,8%. So với lời tháng vừa rồi là 8,6% có nghĩa là ước tính đó, phần trăm lạm phát sẽ còn cao hơn tháng vừa rồi nữa. Và ngược lại đó chúng ta đã thấy được là cái ước tính cho cái phần trăm core CPI có nghĩa là cái chỉ số lạm phát CPI mà không tính thực phẩm và năng lượng đó thì giảm một chút từ 6% giảm xuống còn 5,7% có nghĩa là mọi người nghĩ đó là phần trăm lạm phát nói chung đó, thì cũng đã có cái xu hướng giảm nhưng mà vẫn thấy phần trăm tăng trưởng tại vì liên quan tới năng lượng năng lượng có cái sự do động quá lớn đó là cái suy nghĩ chung hiện bây giờ chúng ta phải chờ tới ngày mai mới biết được thông tin thật sự là phần trăm lạm phát là bao nhiêu nhưng mà chúng ta có thể thấy được là một trong những ngân hàng đầu tư lớn đó, là Goldman Sachs cũng đã đưa ra cái ước tính là cái phần trăm lạm phát họ nghĩ là khoảng 8,88% không biết tại sao lại 8,88% nhưng mà nói chung đó, cũng là 8,8 thì cũng giống như là cái phần trăm lạm phát mà cái ước tính của nhiều người đưa ra ở trên market watch mà thường thường hay chia sẻ với các bạn và thêm một điều nữa là chúng ta lại thấy được là nhà trắng đó lại đưa ra cái thông báo liên quan tới lạm phát các bạn đã nhớ là tháng vừa rồi họ cũng làm điều tương tự một ngày trước khi lạm phát đó thì họ lại muốn phát biểu về lạm phát tại vì thường phần trăm lạm phát đó là của bộ lao động có thể hiểu đơn giản là như vậy đưa ra từ us bureau of labor statistics có nghĩa là bộ chỉ số lao động nhưng mà thường đó, đơn vị mà quan tâm nhiều nhất đến phần trăm lạm phát đó chính là Fed Nhưng mà Nhà Trắng gần đây cũng rất là quan tâm Và Nhà Trắng này nói là ngày mai đó thật ra chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều Đối với phần trăm lạm phát tháng 6 đâu Tại vì khi mà chúng ta nhận được phần trăm lạm phát ngày mai đó đã là của tháng vừa rồi rồi và Nhà Trắng đó thì có cái suy nghĩ là phần trăm lạm phát để đến đỉnh rồi. Cho nên tháng này đó chúng ta đã bắt đầu thấy cái giá xăng đã giảm xuống cho nên phần trăm lạm phát hiện bây giờ nó đã bắt đầu có tiến triển tốt rồi cho nên khi mà nhìn vào phần trăm lạm phát của ngày mai đó có thể là sẽ thấy không đúng là sự thật cái tài liệu đó đó đã là tài liệu của tháng vừa rồi có nghĩa là gì có nghĩa là nhà trắng không muốn các bạn quan tâm đến cái tài liệu phần trăm lạm phát ngày mai có thể thì họ sợ mọi người là quảng sợ khi mà thấy phần trăm lạm phát không những giảm mà còn tăng nữa. Nhưng mà cũng đồng nghĩa là ngay cả nhà trắng cũng nghĩ là phần trăm lạm phát tháng 6 chia sẻ ngày mai sẽ là cái phần trăm lạm phát cao hơn cái tháng 5. Còn về phần trăm lạm phát tháng này đó có giảm hay không thì tháng sau chúng ta mới biết được. Thì nói tới đây các bạn cũng đã thấy được là hầu như bất cứ ai cũng có cùng suy nghĩ đó chính là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy phần trăm lạm phát tăng lên chứ không có giảm xuống. Cho nên điều mà nhiều người bây giờ đó muốn biết là Fed sẽ có những cái hành động gì Tại vì các bạn đã nhớ là cuộc họp kế tiếp của Fed là ngày 26 và ngày 27 Tây của tháng này Và Fed sẽ dựa vào hai yếu tố mà thôi Thần trăm thất nghiệp Phần trăm thất nghiệp các bạn đã cũng thấy rồi là rất là thấp chỉ có 3,6% mà thôi Còn Fed thì cái điều còn lại là quan tâm đến cái chỉ số lạm phát là bao nhiêu và nếu như mà chỉ số lạm phát vẫn cao thì Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Bây giờ thì mọi người vẫn nghĩ là Fed sẽ tăng 0,75% khi mà tới gần cái ngày đó đó thì chia sẻ với các bạn về cái tình hình của thị trường hội đồng tương lai về Fed lãi suất đó là ra sao. Như chúng ta cũng đã nói tới những cái tháng trước, chúng ta bây giờ chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi. Tóm lại, chúng ta phải chờ coi coi là chỉ số lạm phát ngày mai như thế nào. Nếu như mà ngày mai đó chỉ số lạm phát mà chúng ta thấy được là C1 trên mức ước tính là 8,8% đó thì có nghĩa là thị trường coi như cũng không có cái sự cái sự thay đổi nhiều. Nếu như mà chúng ta thấy được chỉ số lạm phát mà cao hơn 8,8% nhiều thì chúng ta có thể thấy được là ngày mai lại là một màu đỏ có nghĩa là Fed có thể còn tăng lãi suất cao hơn là thêm 0.75% có thể là 1% thậm chí còn cao hơn. Nhưng mà nếu như ngày mai chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát mà dưới 8,8 và nhất là khi mà chúng ta thấy phần trăm lạm phát mà dưới 8,6 đó thì những nhà đầu tư sẽ có cái hy vọng là chúng ta có thể đã thấy được cái thời điểm tệ nhất của lạm phát rồi mọi sự sẽ từ từ tiến triển tốt từ đây đó là điều chúng ta sẽ theo dõi ngày mai và thường sẽ đương nhiên chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội thường nên thì chúng ta thấy là tài liệu này ra rất là sớm năm rưỡi sáng giờ cả ly cho nên thường thì ngủ cho tới bảy 7 giờ sáng thường mới thức khi mà thức dậy thì, thì chia sẻ với các bạn thông tin nhưng mà các bạn có thể lên trang web cnbc.com để mà xem nếu các bạn muốn thông tin mới nhất và nhanh nhất và đương nhiên những điều này sẽ có cái sự ảnh hưởng liên quan đến à, thị trường crypto rồi tại vì chúng ta thấy được là bitcoin cái sự tương quan với là chứng khoán bây giờ đang rất là cao nhất là những cái sự tương quan như là đối với chỉ số nasdaq đó thì cũng rất là cao cho nên nếu như mà chứng khoán màu đỏ hay là màu xanh thì sẽ có cái sự ảnh hưởng đối với lại giá cả của btc và chúng ta cũng đang thấy được là bắt đầu từ tháng 3 đó của năm nay thì Fed đã tăng lãi suất vài lần rồi và bây giờ đó cái chỉ số phần trăm của Fed đó, là mức là 1,75. Đương nhiên đây là cái phần trăm lãi suất của Fed là Fed Fund Rate có nghĩa là cái phần trăm lãi suất hiểu đơn giản là mượn qua đêm đó, cho những ngân hàng. Nó không có phải là phần trăm lãi suất mà các bạn đi vay mượn để mà mua nhà, mua xe. Đương nhiên cũng có cái sự ảnh hưởng gián tiếp nhưng mà khi mà cái phần trăm lãi suất của phép tăng lên đó, thì cũng coi như hiểu đơn giản là cái xu hướng chung của tất cả lãi suất cũng sẽ tăng lên ở Hoa Kỳ và để hiểu đơn giản đó điều này ảnh hưởng như thế nào đối với những tài sản đó các bạn cũng đã thấy được là chứng khoán đã đi xuống chúng ta thấy được là crypto cũng đi xuống chúng ta thấy được là trong thời gian mấy tháng qua đã không có một loại tài sản nào có cái sự tăng trưởng hết và để hiểu đơn giản sự ảnh hưởng đó chúng ta nói tới thị trường bất động sản đi tại vì bất động sản bây giờ vẫn coi như cũng giữ được giá nói chung nhưng mà cũng đã có cái xu hướng yếu đi rồi à, một số nơi cũng đã bắt đầu giảm giá nhà rồi nhưng mà nói chung thì vẫn chưa có phải là cái sự xuống giá mạnh lắm để hiểu đơn giản sự ảnh hưởng của phần trăm lãi suất đó thì năm ngoái nếu như bạn có thể mua một ngôi nhà trị giá 500 ngàn tại Hoa Kỳ và các bạn đặt cọc 50 000 đô sau đó các bạn vay cái phần còn lại là 450 000 với cái phần trăm lãi suất là 3,25% thì mỗi tháng đó các bạn sẽ trả 58 đô mỗi tháng Nhưng mà với lãi suất là 5,5% hiện bây giờ đó Tại vì lãi suất đã tăng lên thì cũng trả 1958 đô mỗi tháng và các bạn đặt cọc cũng là 50.000 đô Nhưng mà các bạn chỉ có thể mua được căn nhà chỉ giá 395.000 mà thôi Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là khi mà phần trăm lãi suất tăng lên đó cũng sẽ dài hạn ảnh hưởng đến thị trường của bất động sản nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản về cái phần trăm lãi suất và cái số lượng tiền mà người dân có thể mượn được và đương nhiên đó chỉ là chúng ta nói tới những tài sản thôi chúng ta có thể thấy được là ngay cả cái sự ảnh hưởng đối với đồng đô la và những cái đồng khác trên thế giới đó thì cũng ảnh hưởng rất là lớn luôn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển trong hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98 Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App chỉ cần, truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ Bạn có thể dùng thẻ Credit, Debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác Một cách nhanh chóng và tiện lợi Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình Cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay Chỉ số Hoán đổi giữa đồng Euro và đồng đô la đó trong vòng 20 năm qua lần đầu tiên đã gần như là một đồng Euro bằng một đồng USD. Biểu đồ bên dưới này cho thấy được là cái sức mạnh của đồng đô la so với Euro đang ngày càng tăng lên cho nên sức mạnh của Euro ngày càng yếu đi. Dẫn đến bây giờ là một Euro xoay quanh mức là một đồng đô la hiện bây giờ và chúng ta có thể được là lần cuối cùng nơi hiện tượng này xảy ra là năm 2002. Thì tại sao vậy? Như tôi thường vừa chia sẻ với các bạn là Fed đó, cũng đã tăng lãi suất và bây giờ chúng ta đã thấy được là tăng lãi suất vài lần lên tới 1,75 và chúng ta lại chuẩn bị thấy thêm một cái đợt tăng lãi suất nữa vào cuối tháng này, có nghĩa là Fed cuối tháng này đó nếu như mà như ước tính thì chúng ta sẽ ở mức là 2,5%. phần trong khi mà chúng ta thấy được ngân hàng châu Âu đó vẫn chưa tăng lãi suất một lần nào hết và họ đang bàn luận là tháng 7 này ra sẽ tăng lãi suất có phải là 0,25 hay là 0,5 cái bạn thấy được là họ đã quá chậm rồi vì lý do đó đó chúng ta thì đồng đô la ngày càng mạnh lên và chúng ta cũng có thể thấy được là tại sao ngân hàng châu Âu lại không muốn tăng lãi suất tại vì cái tình hình kinh tế châu Âu nó nó không có được tốt như là Hoa Kỳ và nhất là bị cái sự ảnh hưởng gần đây liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đó, cái sự ảnh hưởng nặng hơn tại vì châu Âu thì ở gần Nga và Ukraine hơn là Hoa Kỳ. Thêm vào đó nữa đó là chúng ta cũng thấy là có rất nhiều những thông tin bây giờ liên quan đến cái đường dây khí gas của nước Nga đó, Nord Stream Russian Gas. Thì đây là cái đường dây mà cung cấp khí gas từ nước Nga bán cho những quốc gia ở châu Âu thì cái đường dây này đó bây giờ là đang bảo trì từ ngày 11 tới ngày 21 tây tháng 7 và bây giờ là đang ngư hoạt động đi vào bảo trì nhưng mà nhiều người đó có sự lo lắng là đối với cái sự căng thẳng giữa Nga và châu Âu đó thì có khi nào là nước Nga quyết định là bây giờ là không bán cho châu Âu nữa dẫn đến là cái đường dây này sẽ mãi không mở lại mà nếu như mà không mở lại đó thì đương nhiên sẽ tiếp tục làm ảnh hưởng đến cái giá gas ở châu Âu dẫn đến là chúng ta thấy là cái giá ga sẽ tăng lên nữa dẫn đến là tình hình lạm phát cũng sẽ tiếp tục tăng lên nói chung là không phải là một tình hình tốt cho cho hiện tại chúng ta chỉ hy vọng là nước nga thì những cái công ty này đó họ cũng muốn bán khí ga sao mà kiếm tiền mà thôi thì sau khi bảo trì tới ngày 21 tây họ sẽ mở trở lại tại vì đương nhiên họ không có lý do gì mà từ chối tiền hết hy vọng là như vậy chứ nếu như không thì châu Âu lại gặp thêm nhiều khó khăn nữa Thế nên đồng euro đó đang rất yếu khi mà so sánh với đồng đô la. Nhưng mà không chỉ riêng là euro đâu các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta xem cái biểu đồ trên màn hình đó, đây là biểu đồ DXY. Như bạn cũng đã biết đây là cái biểu đồ mà chúng ta đo lường sức mạnh của đồng đô la đối với lại một số những cái ngoại tệ như là đồng yen, đồng euro, bảng anh vân vân thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là sức mạnh của đồng đô la đang ngày lại càng tăng lên, ngày lại càng tăng lên trong thời điểm này đó cho dù là chúng ta nghe nói phần trăm lạm phát như thế nào cho chúng ta nghe nói tới là chính phủ hoa kỳ có những cái hỗ trợ dẫn đến là phép in tiền ra sao dẫn đến lạm phát nhưng mà nói tóm lại chúng ta vẫn thấy được sự thật đó là đồng đô la vẫn là tiền dự trữ mà nhiều người muốn cho nên chúng ta mới thấy được là trong cái tình trạng này đó đồng đô la vẫn là một đồng mà có cái sức mạnh cao hơn những cái ngoại tệ khác và chúng ta cũng có thể thấy được là cái biểu đồ này ở trên crypto khoa đó, cho thấy cái sự tương quan ngược giữa DXY và đồng Euro Mỗi lần mà DXY đó chỉ số của đồng đô la mà tăng lên Thì đồng Euro đó lại đi xuống và chúng ta thấy được là đồng Euro đang ở cái mức thấp Và chúng ta cũng có thể tìm thấy cái sự tương quan tương tự khi bạn có biết là với tài sản nào hay là không đó chính là liên quan đến xu hướng của BTC Mỗi lần mà DXY có cái sự tăng trưởng nó thường Chúng ta lại thấy được là Bitcoin lại có cái xu hướng ngược lại là đi xuống Và cũng ngược lại khi mà đồng đô la yếu đi thì bdc lại có cái sự tăng trưởng đây là cái điều mà nhiều bạn cũng đã nghe nói tới rồi cho nên bây giờ rất nhiều người đó thì họ thích vẽ những cái biểu đồ liên quan tới dxy để xem coi là dxy chỉ số này khi nào mới nguội lại khi nào mới chuyển hướng khi nào là đỉnh vân vân. nhưng mà thật ra cũng rất là khó các bạn tại vì dxy đó là chỉ số đồng đô la của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là có một đơn vị hoàn toàn có thể quyết định đó chính là Fed. Fed có thể đưa những cái chiến lược tiền tệ ảnh hưởng xu hướng của đồng DXY chứ nó không phải là giống như là chúng ta nói tới những tài sản mà có cái người mua người bán chúng ta thấy được là Fed hoàn toàn có thể ảnh hưởng rất lớn đối với xu hướng trong môi đó nữa những cái ngân hàng trung ương của những quốc gia khác như là ở châu âu ở nước anh ở nước nhật vân vân thì những cái quyết định liên quan đến tăng lãi suất giảm lãi suất siết chặt nguồn tiền hay là thả lỏng nguồn tiền thì đều ảnh hưởng đến cái chỉ số dxy này và nói tới lại btc đó chúng ta thấy được là btc hôm nay đã lại đi xuống thêm nữa chúng ta thấy là giá bây giờ vẫn dưới 20.000 đô ở mức là 19.503 hiện tại và chúng ta có thể nhìn thấy được là nói chung đó, trong vòng 24 giờ qua thì BTC xuống 2,2% nhưng cái altcoin thì xuống cũng tùy theo là đồng nhưng mà nói chung thì cũng xoay quanh cái phần trăm tương tự như là BTC, Ethereum xuống 3% BNB và XRP đi thì không có cái sự thay đổi, Cardano thì xuống 3,6%, Solana 1,5%, Dogecoin 2,6% vân vân trong vòng 24 giờ qua đây thì nói chung à, những đồng nào mà lên nhiều cũng không có. Chúng ta thấy được là Quant và Serum thì lên à, khoảng chừng là 7,8 7,9%, xuống nhiều cũng không có đồng nào và là xuống nhiều lắm. Ecomy xuống 10,5%. Và thuận cũng có đặt một cái bài bỏ phiếu cho các bạn liên quan đến trong tháng 7 này đó các bạn nghĩ là cái xu hướng của BTC sẽ ra sao thì à, chúng ta trước hết thể nói về cái câu trả lời của những bạn mà ở trên Telegram thì có 3.255 bạn đã bỏ phiếu và những câu trả lời đó thì BDC xoay quanh mức khoảng chừng là 20.000 bạn nghĩ kết thúc tháng 7 này đó thì BDC sẽ tiến về hướng 30.000 tiến về hướng 10.000 vẫn xoay quanh khoảng chừng 20.000 hay là em lạnh quá hồi đồng mi các bạn thì được là phần lớn mọi người nghĩ là BDC sẽ tiếp tục đi về xu hướng là 10.000 đô có nghĩa là tiếp tục sẽ ở dưới 20.000 đô còn phần lớn thứ nhì đó nghĩ là vẫn sẽ xoay quanh 20.000 đô mà thôi Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái câu trả lời tương tự ở trên YouTube như thế nào Cũng có khoảng chừng là gần 2.000 bạn bỏ phiếu Thì cũng tương tự luôn chúng ta thấy được là 43% nghĩ là sẽ tiến về hướng 10.000 đô Còn phần còn lại đó 30% nghĩ là vẫn xoay quanh 20.000 đô Rất ít người nghĩ là sẽ tiến về cái hướng 30.000 đô trong tháng 7 này và chúng ta thấy được là ở trên Twitter đó thì cũng tương tự chúng ta có 1.200 bạn bỏ phiếu. Các bạn cũng có thể đoán được là cái kết quả cũng tương tự. Tiến về hướng 10.000 đô là phần lớn nhất, lớn thứ nhì là vẫn xoay quanh khoảng chừng 20.000 và tiến về hướng 30.000 đô là cái phần ít hơn. Và nói chung đó những suy nghĩ của các bạn thì cũng không có gì quá khác so với lại một số nhận định chúng ta đã nói tới ngày hôm qua liên quan đến Otter Hayes, liên quan tới uh, Sartain, Kevin O'Leary hôm nay chúng ta cũng nghe nói tới là cái người phân tích ở con Share đó con Share là cái công ty mà hàng tuần họ đưa ra cái thống kê những quỹ đầu tư mà thường cũng sẽ chia sẻ với các bạn trong tuần này thì con Share cũng có cái suy nghĩ đó là chúng ta thật sự có thể là có khả năng thấy thêm một cái đợt đi xuống nữa và đây là cái đợt đi xuống mà sẽ khiến cho những người còn lại đó có thể là một số người cũng sẽ lung lay lòng tin và họ sẽ rời bỏ thị trường này và coi sẽ nói đó là chúng ta không chỉ nói riêng thì crypto mà chúng ta nói chung những thị trường như là thị trường cổ phiếu công nghệ Bất cứ cái thị trường tài chính nào mà có sự tăng trưởng đó đều sẽ có cái hiện tượng tương tự Sẽ có thêm một cái gì đó đó có thể là không phải là đến từ thị trường crypto nhưng mà có một sự kiện nào đó kinh tế vĩ mô Sẽ ảnh hưởng chung hết và đương nhiên không nói riêng về BTC, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot Tất cả đều cũng sẽ có cái xu hướng tương tự và vì này là gì đó thì họ không có nói rõ là cái hiện tượng đó là hiện tượng gì có thể là chúng ta sẽ nghe nói tới cái uh, tài liệu liên quan đến phần trăm lạm phát không giảm mà cứ tiếp tục tăng dẫn đến phép phải đưa ra cái quyết định khó khăn là tăng lãi suất cực kỳ mạnh ảnh hưởng đến tất cả các ngành hay là chúng ta có thể nghe nói tới thông tin liên quan tới chiến tranh địa nghe và dự khoan nó có thể là tăng tốc hơn nữa cái đó chúng ta hoàn toàn không biết ai cũng nói những câu nói tương tự nhưng mà khi mà hỏi rõ hơn đó là nếu như mà nghĩ là còn sẽ xuống thêm một đợt nữa đó thì sẽ xuống tới mức nào thì hầu như ai cũng không thể trả lời được tại vì không ai biết được tương lai đâu hay là hỏi tới là sự kiện gì ai cũng sẽ nói là sẽ có thêm một đợt đi xuống nữa nhưng mà khi mà hỏi rõ hơn là sự kiện gì sẽ dẫn đến điều đó thì hầu như không ai có thể có câu trả lời tại vì đâu phải biết tương lai đâu nhưng mà nói chung đó là cái suy nghĩ của rất nhiều người hiện tại nhưng mà Conshare đó là một trong những công ty đầu tư với những quỹ đầu tư thì họ cũng có thêm một số những cái tài liệu mà thường cảm thấy cũng cho chúng ta Hiểu thêm một chút, nói là chúng ta vẫn thấy được Thì bây giờ đó, cái hoạt động ở những cái sàn OTC đó Những cái sàn thỏa thuận dòng ngoài đó Thì vẫn đang rất là nhiều Có nghĩa là chúng ta vẫn thấy được Những cái người mà có số lượng lớn crypto đó Vẫn mua bán dòng ngoài rất nhiều Thì có cái gì đó đang xảy ra Có một số người đó rất muốn rời khỏi thị trường này nhưng mà lại có một số người là rất muốn thu mua cái số lượng crypto đó cho nên rất là nhiều những cái động thái trên những sàn OTC và chúng ta có thể nhìn thấy được là tuần này đó thì con xe cũng đã chia sẻ thống kê của tuần vừa rồi nói chung tuần vừa rồi cũng không nhiều đặc, 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 biệt đâu các bạn các bạn đã thấy được là cái chỉ số mà tham gia thị trường này của tuần vừa rồi đó thì cũng có cái sự tăng lên một chút tóm lại là có thêm 14 triệu đi vào thị trường crypto đến từ những đầu tư như thường hay nói tới như là quỹ đầu tư, Purpose, 3IQ, ProShare vân vân Thì 14 triệu so với lại những cái đợt trước đây đây thì cũng không có phải là nhiều lắm nhưng mà ít ra Cùng với cái số tiền đi vào thị trường crypto Nhưng mà đặc biệt đó chúng ta đã nhớ là gần đây Hoa Kỳ đã có cái sản phẩm short Bitcoin Thì chúng ta thấy được là 14 triệu này đó Hầu như phân nửa là vào sản phẩm short Bitcoin Ngay cả có một số những cái công ty lớn đó Họ cũng muốn short Bitcoin thông qua cái quỹ này và phần còn lại thì đi vào Ethereum 7,6 triệu đô la tuần vừa rồi để đi vào Ethereum và ngoại chi này ra thì cũng không gì là đặc biệt đâu. Phần lớn thì cũng không có cái điều gì gọi là nổi bật cho tuần vừa rồi. Và khi mà chúng ta nhìn vào động thái của những cái xu hướng của các ví đó thì chúng ta thì trên màn hình là có 6 cái biểu đồ. Bên trên này đó là biểu đồ mà những cái ví mà có hơn 0.1 BTC kế bên là biểu đồ mà có hơn 1 BTC Các bạn thì được là bên dưới này đó là những cái địa chỉ ví mà có hơn 10 BTC Cái đó là có hơn 100 BTC Bên dưới này là có hơn 1.000 BTC Và bên tay phải, biểu đồ thứ 6 này là có hơn 10.000 BTC thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví đó mà có hơn 10 BTC, hơn 100 BTC và hơn 1.000 BTC đến hầu như là đi hàng ngang một thời gian rồi có thể nói là bắt đầu là từ À, đầu năm tới bây giờ không có cái sự thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta ngược lại để thấy cái sự tăng trưởng đó đến từ những địa chỉ ví mà có hơn 0.1 hay là hơn một BTC có nghĩa là chúng ta vẫn thấy được là nhiều à, những cái người đầu tư riêng lẻ giống như thuận mình nhiều bạn đó, thì vẫn tiếp tục tích lũy đầu tư dài hạn trung bình giá thì nghĩ đây là cái tài liệu tại sao chúng ta lại thấy được là lại có thêm nhiều địa chỉ ví tăng lên ở cái mức nhỏ hơn nhưng mà những địa chỉ ví lớn nó hầu như không có sự thay đổi còn về cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 10 BTC đó thì chúng ta có thể thấy được là cũng có cái sự tăng trưởng từ cái thời điểm là tháng 2 mãi cho đến cái thời điểm là khoảng chừng là tháng 6 thì uh, lại đi hàng ngang. Sau đó có nghĩa là chúng ta thấy cái dấu hiệu tích lũy từ tháng 2 tới tháng 6 đến từ những quỹ mà có hơn 10.000 BTC. Đó là chúng ta nhìn chung về tài liệu on chain mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Những cá voi trung bình thì không có cái dấu hiệu tích lũy nhưng mà những cái voi lớn thì có và những nhà đầu tư riêng lẻ ra thì có trong vòng mấy tháng qua. Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got